chào tất cả các bạn ha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta trồng cây bầu nha các bạn ha, tại nhà ha. Rồi ha, đầu tiên các bạn thấy không, bầu đầu tiên mình phải mua hạt các bạn ha, mua hạt sau đó mình rải ha, mình nè các bạn thấy không đó, mình rải một gốc á là hai hạt nha các bạn ha, một gốc là hai hạt đó, hai lỗ cách nhau, mỗi lỗ cách nhau 1 mét ha. Đó, ở đây mình trồng 4 hạt nè các bạn ha, thì nó lên được 4 cây nha. Đó thì khi mà lên thì cái lá chân bắt đầu nó héo, ở đây mình trồng không hữu cơ á, do đó là cái lá chân nó hay bị bệnh lắm ha. Rồi khi mình làm thì nó bắt đầu nó bò lên nha. Đó, khi mà nó bò lên khoảng được khoảng chừng tùy ha bạn, có thể canh khoảng 10 lá hoặc là 8 lá ha. Hoặc có thể mình canh cao hơn thì như thế này, nó thấy không? Khi mình canh lên đây tới đây thì mình bắt đầu mình bấm đọt nè. Ha, bấm đọt nè, nó cắt đọt đi ha, ở đây nè, nó cắt đọt đi nha. Nó để cho nó ra đọt mới ha, nó bung đọt nó bung ra. Đó, thì bắt đầu mình làm vàng nha các bạn ha. Đó, các bạn thấy không, bầu nè, nó trổ bông nè. Cứ một nách lá nó sẽ có một cái nụ nha các bạn ha. Trổ bông rất là sai, nhưng mà vấn đề là mình phải bấm đọt nha. Nếu bạn mà không bấm ngọn á thì nó rất ít trái nha các bạn ha. Và cái cây nó cũng không phát triển được đều ha. Nó chỉ đi thẳng lên thôi. Đó ha. Rồi chúng ta làm cái vàng. Ở đây mình làm cái vàng là gọi là vàng hình chữ nhật nha. Đây nè, đó mình làm cái vàng phủ lên ha, lên cao khoảng 2 mét, 2 mét rưỡi á ha. Rồi mình cho bò ngang qua. Ở đây mình có một vàng mướp nè, mình bò ngang qua đây. Ha, đó, bò qua đây, qua hàng rào bên đây ha. Đó là cách mình làm vàng các bạn. Đó. Ha. Thì mình trồng bầu thì rất là dễ các bạn ha. Đó. Bầu bí mình trồng chung được ha bạn ha. Bầu bí mình trồng chung một cái vàng bầu vàng mướp vàng được ha. Đó. Đây thì mình có trồng mướp nè ha. Đó, mướp nó sắp tàn rồi. Ha. Thì bắt đầu mình trồng bầu vô ha. Đó. Dễ lắm, bạn bởi cứ mua hạt như bạn rải ha. Bạn để tự lên nè. Ha. Mình cứ rải bình thường như mình hướng dẫn đó, mình trộn đất, trộn phân ha. Ươm hạt cho nó lên ha. Rồi thì nó phát triển lên thì mình gắn lưới vô cho nó bò ha. Đó. Nó phải có lưới nha các bạn, phải có lưới thì nó bò mới được ha. Không có lưới thì nó bò nó phát triển nó rất là kém, tại vì nó tiếp xúc với đất á thì cây nó không có sung được ha, rồi lại dễ bị nhiễm bệnh nữa ha. Rồi thì đó là các hướng dẫn mình cách mà mình trồng bầu nha bạn ha, tại nhà đơn giản luôn nha bạn ha. Đó, dễ dàng luôn nha. Rồi một số bạn hỏi mình có cần thụ phấn không, mình nói không nha bạn ha, không cần thụ phấn nha, tự động nó sẽ thụ phấn nha bạn. Đó, tại bông nó rất là nhiều, bông được bông cái nói chung, cho đó là nó rất dễ thụ phấn nha. Nếu mình trồng một cây thì mình có thể thụ phấn, nhưng mà mình trồng 4 cây như mình ở đây thì mình không cần phải thụ phấn đâu nha. Rồi xin chào tất cả các bạn nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình ha.